Hi guys, welcome back to TNT channel and you're watching TNT English. My lesson today is about basic sentence structure and I will deliver it in Vietnamese. Simple sentence. Câu đơn là dạng cấu trúc câu cơ bản nhất trong tiếng Anh. Những bạn mà bắt đầu học về tiếng Anh cần phải nắm vững cái kiến thức này để mình có thể ghép những câu đơn giản và hình thành ý tưởng. Các thành tố trong một câu đơn thì bao gồm subject cộng verb cộng object, có nghĩa là một chủ từ với một hành động, một tác động nào đó của mình sẽ gây ảnh hưởng lên một túc từ là object. Thì mình sẽ đi chi tiết cái ý nghĩa và tính năng, chức năng của từng thành tố trong câu này. Subject. Để định nghĩa subject thì mình có liệt kê một số nội dung ở bên dưới. Is a noun. Is a master of an action. Is a relative of the object. It owns characteristic of the object. Is a short description of the object. Thì ở bên đây mình có ví dụ. Đầu tiên hết, một subject, một chủ ngữ thì nó sẽ là một danh từ. Và danh từ thì có nghĩa là có thể gọi là một sự vật, một hiện tượng, một con vật. Hoặc danh từ mình cũng có thể trong cái nhóm nó là một tên riêng, hoặc là cái nhóm của đại từ nhân xưng I, you, we, they, hoặc là một nhóm khác nữa, đó là động từ thêm ing mà trong tiếng Anh còn gọi là gerund, verb gerund. Đó đều là những nhóm, phân nhóm của danh từ. Cái thứ hai, nó là chủ thể của một hành động. Ví dụ như ở đây, she cuts an apple, hoặc là Jack cleans his room. Ở đây she là một, cũng là một đại từ nhân xưng. She là chủ từ, là chủ nhân, chủ thể của hành động cắt. Cắt, mổ, xẻ một trái táo. Còn Jack, Jack là một tên riêng. Jack ở đây là thực hiện cái hành động là lau, vệ sinh phòng. Vệ sinh và cái chủ thể mà được vệ sinh đó là căn phòng của anh ấy. Một cái vật thể. Đối tượng mà được vệ sinh đó chính là căn phòng của anh ấy. Hoặc là như hồi nãy mình có nói là chủ từ thì nó có quan hệ dây mơ rễ má gì với lại túc từ đó. Thì ở đây mình ví dụ là he's my father, it is my dog, có nghĩa là anh ấy là cha của tôi, nó là con chó của tôi. Hoặc là cái này nó chủ từ thì nó sở hữu một cái tính chất, tính cách, đặc điểm của túc từ. Ví dụ như là that man is a nice guy. Thì ở đây chữ that man, người đàn ông đó, sở hữu cái tính chất của túc từ ở phía sau, có nghĩa là người đàn ông đó thì tốt, nice. Người đàn ông đó nice. Rồi, một cái ví dụ cuối cùng. They are Sài Gòn Tech first year students. Ở đây thì nguyên một cụm túc từ là Sài Gòn Tech first year students là bổ nghĩa cho cái chủ từ chính là they, và nó vậy như là nó mô tả cụ thể hơn. Họ là ai? They. Who are they? Họ là ai? Họ là những sinh viên năm nhất của trường Sài Gòn Tech. Thành tố tiếp theo đó là verb, động từ. Thì để mà định nghĩa cho phần verb đó thì mình sẽ chia ra làm 3 nhóm động từ chính ha. Cái thứ nhất là động từ to be. Động to be thì ở đây giới thiệu với mọi người luôn là nó thường là mang nghĩa là thì, là, ở. Và ở đây thì mình để ra cả 3 cho mọi người làm quen á. 3 dạng thức chia thì. Am, is, are là dạng thức hiện tại. Were
was là dạng thức trong quá khứ, và been là dạng thức ở thì hoàn thành. Common verb. Loại động từ tiếp theo là những cái động từ chung thường dùng, thường thấy và sử dụng cũng là một cái phần trăm khá là nhiều sau động từ to be. Còn được biết dưới dạng là trợ động từ auxiliary. Và nhóm thứ ba là những cái động từ hành động như là ăn, nói chuyện, bơi lội, chơi, giặt giũ, học hành, vân vân. Thì ở bên này mình có ví dụ: He's a wisdom old man. You should talk to her. She will understand. You didn't tell her the truth. She may doubt what you said. They must trust each other. The monkey is my ice cream. Birds are singing in the streets. Object. Túc từ. Thì túc từ thì nó cũng có định nghĩa tương tự như là subject. Is a noun. Is a result of a subject action. It addresses a subject's property. It belongs to a subject. It clarifies a subject. Ví dụ từng nội dung ha. Now thì là mình có thể là liệt kê bất kỳ một cái danh từ nào và mình ghép cho một câu như vậy. A president là một chức danh. An orange juice là một thức uống. Learning là một gerund, một động từ thông minh. An elephant picks up a stick. Có nghĩa là cây gậy, a stick, nó chịu cái tác động của hành động là nhặt lên của một chủ thể là con voi. That cloth is my favorite costume. Bộ đồ đó đó là cái trang phục mà tôi yêu thích. Là cái trang phục mà tôi yêu thích. My favorite costume là túc từ bổ nghĩa cho cái bộ đồ đó. That handsome boy is my husband. My husband là túc từ bổ nghĩa cho that handsome boy là chủ từ chính trong câu. Crocodile is different from alligator. Ở đây thì túc từ nó là alligator, một danh từ, và crocodile cũng là một cái chủ từ chủ thể. Ý nói là con cá sấu châu Phi á thì nó khác so với con cá sấu Nam Mỹ. Thank you for watching. The next lesson is how to enrich your subject's warehouse.